Thương hiệu Đại học Đại Nam gắn liền với khẩu hiệu học để thay đổi là kim chỉ nam trong định hướng phát triển và tổ chức mọi hoạt động của nhà trường. Hoạt động phong trào đoàn thanh niên cũng không ngoại lệ khi mà suốt 10 năm qua, luôn nỗ lực hướng tới mục tiêu thay đổi tư duy, hoàn thiện nhân cách cho sinh viên thông qua các sự kiện mang đậm ý nghĩa giáo dục. Trải qua 10 năm nỗ lực, các hoạt động phong trào đoàn thanh niên Đại học Đại Nam đã minh chứng cho sự trưởng thành của mình bằng sự sáng tạo đầy trí tuệ, nhiệt huyết với các hoạt động nhận được sự cộng hưởng từ hàng ngàn trái tim sinh viên Đại Nam và sự ghi nhận của hàng triệu người trên cả nước. Sinh viên Đại học Đại Nam bên cạnh được đào tạo vững vàng về mặt chuyên môn, còn được trau dồi các kiến thức về kỹ năng sống, hoàn thiện nhân cách thông qua các hoạt động phong trào đoàn thể giàu tính nhân văn, định hướng cho các em vươn tới những giá trị chân, thiện, mỹ trong cuộc sống. Chương trình Tấm Bánh Nghĩa Tình là một trong những chương trình thiện nguyện lớn nhất, mang đậm ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất mà thầy, trò Trường Đại học Đại Nam đã làm được trong suốt những năm qua. Hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, toàn thể thầy trò Đại học Đại Nam rộn ràng gói hàng ngàn tấm bánh chưng xanh gửi tới những người có hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội. Tấm bánh nghĩa tình đã trở thành bài học lớn cho sinh viên về sự san sẻ hạnh phúc với những mảnh đời bất hạnh trong xã hội. Năm 2013, Đại học Đại Nam thực hiện tấm bánh nghĩa tình số đầu tiên và đến nay đã trải qua 5 lần thực hiện với sự tham gia đóng góp của hàng ngàn lượt sinh viên và cán bộ giảng viên trực tiếp gói tặng 5.000 chiếc bánh chưng gửi tới hơn 20 đơn vị và các cá nhân có hoàn cảnh kém may mắn. Những hoạt động từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đã là hoạt động truyền thống của Đại học Đại Nam. Mỗi năm, khi chuẩn bị bắt đầu một năm mới, thầy trò Trường Đại học Đại Nam lại chuẩn bị cho chương trình Tấm Bánh Nghĩa Tình. Thông điệp một miếng khi đói bằng một gói khi no được truyền đi tất cả các lớp, các thầy cô và từng các bạn sinh viên. Từ thầy chủ tịch đến người nhân viên tạp vụ hay bảo vệ lại nô nức quyên góp những đồng tiền nhỏ để chuẩn bị cho việc gói bánh chưng, mang tấm lòng của mình đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động từ thiện này mang một ý nghĩa xã hội thiết thực. Nó thể hiện được nét đẹp văn hóa trong đời sống của người dân Việt nói chung và của thế hệ trẻ nói riêng. Cứ mỗi lần mà đi như thế này thì cả thầy và trò chúng tôi đều cảm thấy là mình phải làm rất nhiều hơn nữa. Và thực tế như bản thân tôi thì cảm thấy là mình còn có rất nhiều lãng phí. Mặc dù chỉ một tấm bánh thôi, nhưng nếu như là không phát đủ thì là những cái dòng nước mắt mà cảm thấy chúng tôi rất là xúc động. Cho nên qua cái chương trình này thì chúng tôi sẽ phát triển lên rất là nhiều, kể cả là cán bộ công nhân viên, người nhà của cán bộ công nhân viên, giảng viên và sinh viên. Là một trường đại học tư thục, ngoài việc tuân thủ theo chương trình quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Đại Nam còn tiên phong tự chủ trong việc giáo dục nhân cách cho sinh viên thông qua các hoạt động phong trào vô cùng ý nghĩa và sâu sắc. Qua đó, Đại Nam muốn hướng sinh viên của mình đến những hoạt động vì cộng đồng, để các em sống có trách nhiệm hơn với xã hội, với đất nước, với người thân và với chính bản thân mình. Bọn em có mặt ở đây từ ngày hôm qua và bắt đầu rửa lá rồi chuyển củi rồi gói vo gạo các thứ từ tối hôm qua. Đến khoảng 10 giờ tối hôm qua là bọn em đã chuẩn bị xong và sáng nay đến. Hệ trẻ ngày nay tuy rằng cuộc sống có đầy đủ hơn, sôi động hơn, nhưng mà các em vẫn hướng về cái Tết cổ truyền của dân tộc với một cái ý nghĩa thiêng liêng hơn rất là nhiều, đó là sự sẻ chia, yêu thương và đùm bọc những cái mảnh đời kém may mắn. Và đây là năm thứ tư Trường Đại học Đại Nam chúng tôi tổ chức cái chương trình Tấm Bánh Nghĩa Tình để muốn hướng sinh viên của mình vào những hoạt động cụ thể, đó là mỗi khi Tết đến xuân về thì mang mùa xuân đến với những cái mảnh đời bất hạnh bằng những tấm bánh chưng xanh. Chương trình thường niên Tấm Bánh Nghĩa Tình của Đại học Đại Nam đã bước sang năm thứ 7. Năm nay có điều đặc biệt hơn những năm trước là khâu gói bánh được tổ chức trong khuôn khổ một cuộc thi gói bánh giữa các khoa trong trường. Vừa giúp rất nhiều sinh viên học và gói được bánh,
vừa tạo không khí tập thể đông vui trong cả trường. Bên cạnh đó, không gian ngày Tết cổ truyền sẽ được diễn tả một cách sinh động thông qua các hoạt động như phiên chợ Tết quê, ông đồ cho chữ, các trò chơi dân gian, nhằm tái hiện một không khí Tết xưa vô cùng ý nghĩa. Học và chơi, chơi và học, giáo dục đi đôi với thực tiễn, đó cũng là phương châm trong hoạt động giáo dục của Đại học Đại Nam để xây dựng được niềm tin với cộng đồng và xã hội. Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui chung bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi, đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Kìa trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Bước xây duyên lành, thắng tô trời xanh. Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời, vui chung bình minh, muôn loài chim hát vang mọi nơi. Đem trong tiếng cười cho kiếp người tình thương đắm đuối, ánh xuân đem vui với đời. Kìa trong vạt nắng, mạch xuân tràn dâng, khóm hoa nhẹ rung, môi cười thẹn thùng cùng bao nguồn sáng. Bước xây duyên lành, thắm tô trời xanh. Càng thêm chan chứa khát khao xuân tươi thái hòa, cùng đón Chúa xuân đang giáng xuống trần, thế gian lắng nghe tình xuân nồng, kiếp hoa hết mai để hương vang, nào ai hững hờ xuân vẫn ngóng chờ, tới đây năm nay cùng ca múa hát lên nốt xuân của tuổi thơ. Ta nghe gió về đang thiết tha như muôn tiếng đàn, xuân dâng niềm vui cho ngày xanh không hề lời than. Sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa khát khao xuân tươi thái hòa. Không hề lời than, sâu thương xóa mờ tình yêu đời càng thêm chan chứa khát khao xuân tươi thái hòa.